chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin Tức Dân Trí. Bão số 5 thổi bay 350 tỷ đồng, dân Bình Định gồng mình đón lũ mới. Thống kê ban đầu, tỉnh Bình Định đã thiệt hại 350 tỷ đồng do cơn bão số 5 gây ra. Trong khi đó, lũ lớn xuất hiện trên sông khiến nhiều người dân lo lắng vì vừa khắc phục hậu quả sau cơn bão, vừa phải chống lũ mới. Tối ngày 31 tháng 10, Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, mực nước các sông dao động tăng và xuất hiện lũ ở mức báo động 1 đến mức báo động 2, có nơi trên báo động 3. Trong khi đó, bão giật cấp 5, giật cấp 12 vừa đổ bộ vào Bình Định tối qua ngày 30 tháng 10, khiến cho 144 nhà dân bị sập, 1.120 nhà hư hỏng, gần 2.000 nhà ngập nước, 2.000 mét kè bờ biển bị sạt lở, 200 mét kè biển bị hư hỏng nặng, 5.817 mét kênh mương bị hư hỏng, 4.650 mét bờ sông, bờ biển bị sạt lở. Ngành nông nghiệp cũng chịu thiệt hại nặng với 4.500 hecta lúa với các loại hoa màu đều bị ngập, 20 hecta và 39 lồng bè nuôi thủy sản đều bị hư hỏng. Về điện lực và viễn thông, 34 cột cao thế, 78 cột hạ thế đã bị gãy đổ, 10 km điện lưới đã bị đứt, 20 km cáp quang đã bị đứt. Tổng thiệt hại ban đầu của Bình Định ước tính khoảng 350 tỷ đồng. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định dự báo, nguy cơ cao vẫn xảy ra lũ quét trên các loại sông nhỏ, sạt lở ở vùng núi, đặc biệt là các tỉnh như An Lão, Vĩnh Thạch, Vân Canh, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phú Mỹ, Phú Cát, Tây Sơn, Tuy Phước, thị xã An Nhơn và thành phố Quy Nhơn. Trong khi đó, ghi nhận của phóng viên Dân Trí, tại một số xã vùng trũng của huyện Tuy Phước, Phú Cát, Phú Mỹ, do nước lũ lên thượng nguồn đổ về khiến nhiều tuyến giao thông liên xã, huyện và nhiều khu vực cư dân bị ngập nước sâu. Tại khu vực huyện Tuy Phước, nơi được xem là vùng rốn lũ của tỉnh Bình Định, chịu thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 5, khi đến có 100 nhà bị tốc mái và sập, nhiều người dân đang cố gắng khắc phục hậu quả sau bão. Trong khi đó, mưa lớn tiếp tục trút xuống, nước mưa ở thượng nguồn đổ về, khiến cho một số ngã đường ở huyện Tuy Phước ngập sâu từ 30 đến 50cm. Còn ở huyện Phú Mỹ, đến chiều ngày 31 tháng 10, cơn bão số 5 kèm theo mưa lớn khiến hàng trăm hộ dân ở thị xã Phú Mỹ và xã Mỹ Chánh bị ngập nước, nước lũ dâng cao khiến cho nhiều tuyến đường giao thông chìm trong nước, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, nhiều vùng quê ở huyện Phú Mỹ vẫn đang trong tình trạng cúp điện từ chiều qua ngày 30 tháng 10 đến nay. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin Tức Dân Trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Huấn Hoa Hồng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin Tức Dân Trí. Huấn Hoa Hồng, cái tên được cộng đồng mạng biết đến qua những hình ảnh khoe của, đã bị Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc.